tới đây rồi mọi người gặp mặt được rồi dạ. Nên cô Phật cho thầy cho con đảnh lễ à, ngoài đường không nên đảnh lễ à, ngoài đường như thế là tốt đẹp rồi. Dạ như được rồi. Giờ tới đây rồi mọi người cứ về công việc của mình. Dạ không rồi xuống. Dạ. À như được rồi. Rồi. Kéo được đấy. Nam mô
Quán Thế